Nghệ sĩ hài Vũ Đức qua đời. Sau thời gian điều trị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, nghệ sĩ Vũ Đức đã qua đời ngày 31 tháng 8. Ông Nguyễn Trung, Chánh Văn phòng Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết con trai của nghệ sĩ Vũ Đức báo tin tối ngày 30 tháng 8, cha của anh đã có dấu hiệu khỏe lại nhưng sáng nay, ngày 31 tháng 8 thì đã trút hơi thở cuối cùng. Gia đình đang chuẩn bị hậu sự. Nghệ sĩ hài Vũ Đức sinh năm 1953. Ông là nghệ sĩ hài nổi tiếng thập niên 1980 đến 1990. Tên tuổi của ông được công chúng yêu thích qua các vở như Tào Tháo, Đưa Em Về Quê Mẹ, Tra Diên Anh Cưới Em, Tại Vì Nghèo, Duyên Ai, Chung Vô Diệm, Một Ngày Làm Vua Là Người có vóc dáng nhỏ con nhưng ông có nét diễn hài duyên dáng, cách ca vọng cổ hài rất đặc trưng. Thời đỉnh điểm hào quang của ông là gắn với bạn diễn thân thiết như nghệ sĩ Hồng Nga, Mỹ Chi, Tô Kiều Lan. Ông từng đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vai ông Lộc trong vở Giấc Mộng Không Tên năm 1995. Năm 2005, nghệ sĩ Vũ Đức bất ngờ bị tai biến. Từ đó, ông không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Di chứng của tai biến khiến tay chân nam nghệ sĩ co quắp lại, khó di chuyển nên ông phải nằm ở nhà suốt nhiều năm qua. Nhiều năm liền, ông có tên trong danh sách của chương trình nghệ sĩ tri âm do nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương tổ chức. Và cứ đến thời điểm đó, ông được người cháu chở từ Bình Dương lên nhà hát thành phố để nhận quà và gặp gỡ các đồng nghiệp. Gần đây, nhóm Ngũ Long Du Ký gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười có chuyến ghé thăm nghệ sĩ hài Vũ Đức khi nghe tin ông lâm bệnh nặng. Anh Huỳnh Duy Khương, cháu của nghệ sĩ hài Vũ Đức, cho biết ngoài di chứng tai biến, cậu còn bị ung thư phổi. Khoảng một tháng qua thì cậu yếu dần, không thể tiếp nhận thuốc nên bệnh viện cho đưa về nhà. Mấy hôm gần đây, cậu bỏ ăn, phải nhờ điều dưỡng chăm sóc nhưng không khá hơn. Sau thời gian cậu nằm thở oxy, thỉnh thoảng uống được vài muỗng cháo, sữa và đã ra đi trong niềm thương tiếc của gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.